chào cô chú anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dung nha. Và hôm nay em giới thiệu đến anh chị một chiếc xe line nhập khẩu Thái Lan nha. Corolla Cross đình đám một thời luôn anh chị. Và đây là phiên bản 1.8 HV, là bản xăng line điện nha. Anh chị thấy mấy cái quần xanh xanh này là viết xăng điện rồi đó. Động cơ line cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh chị sử dụng 100 cây, lanh quanh đâu đó chừng 5-6 lít thôi. Và mấy dòng nhập thái của Toyota thì bền bỉ, lành tính khỏi phải bàn rồi. Xe mang màu nước sơn màu trắng ngọc trai nha anh chị. Mình hùng thẳng tắp. Và nội thất màu đỏ đô là màu bán rất là chạy thời điểm xe ra mắt luôn. Đó, 5 chỗ, gầm cao, đa dụng, bền, lành, lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Công nghệ thì đã có gói an toàn safety sense đầy đủ hết luôn rồi. Anh chị vận hành lái xe rất là dễ dàng. Bên em cũng đã xì ba làm đẹp xong hết. Lên ưng ý là lấy về đi thôi, không có tốn chi phí gì thêm. Mà được cái là vừa bền vừa tiết kiệm, mà được cái là cái nha, an toàn safety sense trên chiếc xe này thì rất là an toàn, rất là dễ lái. 16.000 cây chuẩn auto luôn. Thì em Dung đang chào mức giá rất là đẹp luôn, để anh chị sở hữu 760 triệu thôi. Giá này lên xem xe gặp Thảo Dung có thương lượng nha. Lát nữa em sẽ báo giá hết mấy xe đang có ở showroom cho anh chị luôn. Xe đang nhiều cho anh chị dễ lựa nha. Ưng ý mẫu xe nào anh chị nhớ ưu tiên gọi cho em Thảo Dung, hoặc là có ghé qua showroom xem xe nhớ giúp em là nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp và được phục vụ của chú anh chị. Em thì vẫn đang rất là cần mua thêm nhiều xe nữa nha, thu mua tận nơi nhanh gọn. Và bên em thì vẫn là tiêu chí không kỳ kèo, không có chơi xe ép giá đâu. Chỉ cần xe của chú anh chị là xe đẹp nè, đặc biệt là xe đi ít là em sẽ thu cao nha. Cao hơn thị trường ít nhất phải từ 20 triệu. Xe mà có đang vay ngân hàng em cũng có thu luôn, và hỗ trợ anh chị tất toán ngân hàng nè, hỗ trợ mọi thủ tục vấn đề nhanh gọn thuận tiện nhất. Và bên em thì bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối, nên là anh chị có giao dịch với bên em thì hoàn toàn yên tâm. Nên rất mong cô chú anh chị có xe đẹp hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em Dung nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ mời anh chị xem qua 16.000 cây thì có siêu nhê gì với chiếc xe Toyota nhập Thái Lan này không nha. Xin mời. Đây anh chị, form dáng 5 chỗ, gầm cao, đa dụng thì quá quen thuộc rồi ha. Đó, dập nổi trên cabo nè. Cabo mình chưa ra ha. Đèn là full led còn trong veo, không đục bể, không ố vàng gì nha anh chị. Đây, nó có một cái dải màu xanh xanh này là của xe điện nha. Cảm biến quanh xe. Đó, cái màu xanh này quá đẹp luôn. Mới nói liền khích à. Đây, radar nè, giữ khoảng cách với xe phía trước ha. Rồi radar tầm cao ở trên kính nè. Camera 360 độ. Đó. Mấy xe này thời điểm mà ra mắt là cộng phụ kiện nhiều lắm anh chị. Năm mà 2020 rồi á. 2021 ha, mua rất là đắt luôn. Đây, đèn cái này thì cũng còn trong veo. Mà bây giờ anh chị mua xe lướt thì tiết kiệm rất là nhiều. Xe này mười mấy ngàn cây đâu có khác gì xe mới đâu. Đi rất là thoải mái ha. Giá cả thì hợp lý quá chừng. Đăng kiểm và đường bộ đều còn tới tháng 5 2025 mình đi thoải mái luôn. Xe biển Sài Gòn một chủ nha anh chị. Đây, báo rẻ trên gương. Cái camera 360 độ nó nằm gọn ở dưới đây nè. Nhìn sang mà nó tinh tế, nó lịch sự lắm. Cái chỉ nước sơn zin của xe Thái anh chị nó đi gọn, nó mảnh, nó đẹp lắm. Thì bên này có hơi cả chút xíu nè. Đây, em quay tả kỹ để anh chị có ở xa xem ưng mừng mua cho nó dễ nha. Vỏ zin theo xe tuần thứ 36 2020. Xe nhập Thái nên vỏ là vỏ Michelin nha anh chị. Mâm là mâm bản V và bản điện này thì nó sẽ to hơn cái bản G 1 inch, nên nhìn cái xe nó bề thế hơn một chút xíu nha. Đây, đĩa 4 thắng là đều còn mới tinh nè. Rồi, vỏ còn khá cao nha anh chị. Mười mấy ngàn cây mới, chưa có hết rudai hay nữa nên là còn mới nguyên luôn á. Vỏ còn cao mình đi được nhiều lắm. Bên ngoài có dán phim ha. Phụ kiện xe này thì chủ trước lên cơ bản thôi. Camera hành trình đó. Đây, phần nội thất màu đỏ đô nhìn nó đẹp lắm anh chị. Phối hai màu nhìn rất là vừa mắt luôn á. Cái màu này nó vừa, nó không quá tối, nó cũng không quá sáng mà nó sang lắm. Còn ni lông ở đây luôn anh chị. Đó, camera hành trình. Đây, cửa sổ trời nha. Bản V với lại bản điện này mới có nha. Đây, chất ghế còn căng đét luôn. Mười mấy ngàn cây, không có suy nghĩ gì hết trơn anh chị. Còn mới tin nè, ghế da rất là êm. Mà mấy cái da zin của Thái thì nó rất là bền ha. Đó, nội thất thì bên em làm đẹp xong hết, tươm tất anh chị lên ưng lấy về đi thôi. Tách ẩm khử mùi diệt khuẩn sạch sẽ hết trơn rồi anh chị. Đây. Đó. Đó. Đây phía sau ha. Không quá rộng rãi nhưng mà cũng thoải mái cho 5 người anh chị. Cửa gió phía sau. Phía sau vẫn được mát mẻ bình thường, bệ thì tay rất là to. Chất ghế thì còn căng đét. Đó, chỉ đường vân nó còn rõ bân hết ha. Sàn nỉ nguyên bản luôn, rất là sạch. Trần nỉ nguyên bản tối màu ha. Không gian nội thất thì đơn giản vậy thôi. Đó, tách ẩm khử mùi gì cũng rồi nên mới thơm lắm anh chị. Đây, dập nổi thẳng tắp luôn.
Màu trắng này là trắng ngọc nha. Anh chị nhìn cái chỉ nước sơn zin đó làm sao. Sợ cái máy em nó quay anh chị thấy không rõ quá. Tại cái chỉ nó đi, chị thấy đi rất là đẹp. Đây, mâm phía sau này. Mưa chạy vô nó hơi dơ, anh chị thông cảm. Bên em lau lại cho mình. Đó, đĩa nè, bố thắng ở trong còn mới tinh nè. Cái mâm này cũng mé bên này nó hơi bị xước, kiểu nó keo quá anh chị. Nó hơi xước một chút xíu thôi. Còn vỏ thì còn rất là cao. Quan trọng là cái vỏ mình còn cao mình đi được nhiều ha. Tuần thứ 36-2020. Mâm này thì khá đẹp rồi. À, phay xước hai màu nhìn nó hiện đại rồi. Thiết kế đèn thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà quanh thì nó có cái điểm nhấn đèn đen đen này anh chị, nó nhấn nhá nhẹ nhẹ nhìn nó có duyên lắm. Cái xe cross thì nó sẽ không có kiểu mà quá nổi bật như là xe hàng hay là xe S5 rồi đâu, nhưng mà nhìn lâu thì thấy có duyên. Camera cảm biến lùi là tất nhiên rồi. Keo chỉ cốp đó, mấy cái này không có thấy chày xước gì luôn, và cốp thì cũng khá là rộng rãi nha, chị để đồ cũng thoải mái lắm nè. Năm người đi xa rồi về kia có đi về quê đi chơi xa để đồ thoải mái luôn anh chị. Sơ cua chưa có cơ hội chạm đất nha, còn mới tinh đó, đồ nghề đầy đủ ha. Em đang bị cảm nên cái giọng có hơi hơi khàn, anh chị thông cảm nha. Rồi xe này lên cấp điện luôn rồi ha. Đây mọi chi tiết là còn mới nguyên hết nha. Đây, anh chị nhìn cái gầm nè đó, 16.000 cây mà xe Sài Gòn mà anh chị biết rồi đó, gầm đẹp cực kỳ. Tiêu hao nhiên liệu xe này thì khỏi phải bàn rồi đó. Đây là anh chị 4 lít rưỡi tới 4 lít 2, thấp nhất là 3 lít 7 ha, là em tính 5 lít là đã cao rồi đó anh chị. Có 4 lít mấy thôi, rất là tiết kiệm luôn. Mâm bên này không có chày xước nè, vỏ đều còn mới tinh hết nha, vỏ riêng theo xe còn cao mình đi được nhiều lắm. Nội thất còn đang đét khoảng để chân thì nó vừa vặn, nó không quá rộng như là mấy dòng được 7 chỗ đâu anh chị, nó chỉ là 5 chỗ thôi, được cái gầm cao mình dễ quan sát ha. Cái dòng này anh chị đi trong thành phố rồi đi thoải mái, gầm cao dễ đi đó. Ghế da chỉnh điện chỉ có ở bên Tài thôi nha, 16.000 cây, xe này bảo dưỡng hãng cũng đầy đủ anh chị. Kỳ tiếp theo là 21.000 nha. Rồi đề máy lên mà tưởng chưa lên đề không anh chị, đâu có nghe tiếng máy đâu, xe điện là lai điện mà đó. Dàn lạnh thì ở phía trước là hai vùng độc lập ha đó, mấy chế độ lái nè, rồi có EV mode nữa hả, mở này lên là đi bao tiết kiệm luôn. Cân bằng điện tử ha, cần số thì còn mới tinh hết. Đây, cái này chưa có sạc không dây nha anh chị đó, từng chi tiết là đều còn mới tinh 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 hết. Đây vô lăng nguyên mới nè, đây tính năng an toàn chủ động nè, lệch làn đường nè, tiền va chạm nè, giữ khoảng cách với xe phía trước anh chị có đủ ha. Ga tự động là tất nhiên rồi, 16.000 cây chuẩn odo, anh chị kiểm tra chết test thoải mái nha. Đó, chìa khóa thì còn đầy đủ cho mình, táp lô rất là cao, camera hành trình Việt Map, rồi cửa sổ trời ha, nhìn nó vừa vặn khi mà mình đánh xi nhan nè, camera nó cặp nó quay với bên này, còn cái này là bao quát cái xe à, mình dễ quan sát ha. Xe này mà mấy chị có đi thì cũng rất là an tâm, rất là dễ đi, tại vì tính năng an toàn chủ động trên cái xe này nó nhạy lắm. Rồi em mời anh chị ra xem cái khoang động cơ nha. Ở đây anh chị cabo chưa ra nè đó, keo chỉ nguyên nha đó, chưa mất đoạn keo đoạn chỉ carbon nào nha đó. Rồi máy móc là nguyên zin, khung xương nguyên vẹn hết nè anh chị đó, dấu son là còn đầy đủ nha. Đây logo nè, 1.8 xăng điện ha, đi rất là tiết kiệm luôn đó, mà lại an toàn nữa. Mấy dòng Toyota thì nó bền, mình không có lo ngại cái vấn đề mà hư hỏng vặt đồ này kia, mình đi rất là yên tâm nha. 2020 16.000 cây chưa có hết Hyundai nữa mà. Dạ rồi, 5 chỗ gầm cao nhập thái, động cơ xăng lai điện, tiêu hao nhiên liệu có từ 4 cho tới khoảng 5 lít trên 100 cây thôi, quá tuyệt vời luôn. 2020 16.000 cây một chủ từ đầu chưa xong rồi, chưa có được hết Rodai nữa anh chị, còn nguyên mới và bảo dưỡng hãng đầy đủ. Xe này thì em đang chào là 760 triệu thôi, mức giá rất là đẹp để sở hữu dòng Rod điện này luôn anh chị nha. Giá tiết kiệm rất là nhiều, anh chị lên xem xe gặp Thảo Dung có thương lượng luôn. Rồi em đang báo giá hết mấy xe bên em đang có cho anh chị dễ dàng lựa chọn nha. Innova mà có 7 ghế anh chị, có cái ghế thương gia ở giữa anh, dòng này là cực kỳ hot nha. Anh chị nào mà có quan tâm thì nhớ nhớ nhanh tay giúp em nha. Rất là hiếm mới có anh chị. Innova bản V là bản cao cấp nhất nha. Em mới vừa về tới showroom luôn. Nếu mà đang tìm Innova bản V thì nhớ tranh thủ qua coi chiếc này nha. Em mới vừa về luôn. Rồi em đang được mùa C8 có tới 4 chiếc cho anh chị lựa chọn luôn. Bên này là bản màu đen, này là bản Luxury 2022 18.000 cây thôi, 855 triệu. Bên này là màu xám, là bản premium, bản cao cấp hơn, xe 2021
thì 865 triệu 31.000 cây chuẩn Odo luôn. Rồi đây là Kia Carnival, bản máy xăng full nha anh chị, bản xăng cao cấp nhất á, signature, đầy đủ option, cái gì nó cũng có hết. Và xe này thì 2022 16.000 cây thôi, chuẩn Odo, một chủ từ đầu biển Sài Gòn luôn, mang cái màu xanh tím rất là đẹp. Xe này em chào là 1.365 triệu, lên xem xe gặp Thảo Dung thương lượng giá tốt nhất luôn nha anh chị. Trong này thì xe nhỏ em có Hyundai i10 bản Ram, hôm nay còn có 390 triệu thôi, xe 2023, lăn bánh mới có 7.000 cây thôi anh chị, còn nguyên mới luôn. Bên trong là C8, đây là bản Premium 2 cầu cao cấp nhất, xe 2020 nha. Đó, có AWD cho anh chị vào cua rồi, cực kỳ tuyệt vời. Xe này thì em chào 855 triệu, C8 màu trắng. Em còn một chiếc nữa, bên đậu bên này, bản Premium. Còn đây là Fortuner 2019, mẫu xe 7 chỗ, cửa lùa, ghế thương gia, 2.0 máy xăng, đi cực kỳ chắc luôn anh chị, chắc nịch à, nó đầm mà nó đã lắm. 685 triệu thôi, thiết kế rất đặc biệt và được cái là cửa lùa, ghế thương gia có nó đi ở giữa. Rồi đây là Subaru Forester, bản giữa có e-side nha, lái xe rất là an toàn. Cái động cơ Boxer thì quá tuyệt vời rồi anh chị, đi vừa cảm giác lái thì tốt mà lại an toàn, tính năng an toàn chủ động có đủ luôn. 2023, 17.000 cây, 865 triệu nha. Cross thì em còn một cặp Cross G nữa, chiếc này màu xanh, 2020, 25.000 cây là 700, không, xe này là 650 triệu. Rồi em còn một chiếc mới về bản G luôn, màu đỏ, nội thất màu đỏ, 13.000 cây, xe 2022. Thì xe đó dự kiến chào ngoài 700 chút xíu nha anh chị. Còn đây là C8 bản Premium cao cấp 2022, 14.000 cây thôi, chuẩn Odo luôn. Thì em đang chào là 910 triệu. Đó, mấy chiếc C8 em đang có 4 chiếc lên dễ lựa mà giá thì thương lượng rất là tốt luôn nha. Đó, xe cộ thì giá cả linh động tốt nhất khi liên hệ với em. Nên mong là cô chú anh chị quan tâm mẫu xe nào ưng ý nhớ ưu tiên gọi cho em Thảo Dung. Hoặc là có ghé qua showroom nhớ nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp và được phục vụ của chú anh chị. Cũng đừng quên là em vẫn đang rất là cần mua thêm nhiều xe nữa nha. Xe đẹp là sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất phải từ 20 triệu. Mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có ưu tiên cho em Dung nha. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.